tiếp tục những thứ yêu tư. Tiếp. Nói chung phần này là đối với học sinh thì hầu như đối với bạn nào cũng là một phần khó. Nó không dễ dàng. Nhá, học trước hay lát nữa mình bàn bạc lại cái lịch sau. Ghi cho thầy này, bây giờ thầy hôm nay thầy nói về các cái bài như sau. Các bạn ghi cho thầy bài số 1. À, tìm hệ số của x mũ 6 trong cái khai triển 1 trên x này cộng với x mũ 3 tất cả mũ này 3n cộng 1 với x khác 0 nhá. N là số nguyên dương. N là số nguyên dương thỏa mãn 3 lần C2 của N cộng 1 cộng với N nhân với P2 thì bằng 4 lần A2N. Đó, em nhìn cái đề bài của thầy. Ở đây đề bài vẫn là liên quan đến chuyện là tìm số hạng hoặc là tìm hệ số. Tuy nhiên đấy, nó khác những cái bài mình đã làm hồi trước. Là đây là gì? Cái số mũ này không biết. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó lại cho mình một cái phương trình như này. Đấy, cái phương trình tổ hợp như này. Cái phương trình này hôm trước thì đã cho các bạn làm một số ví dụ bài này đúng không? Phương trình tổ hợp này. Trong đây nó sẽ chứa gì? Tổ hợp này. Có thể chỉnh hợp này, để hoán vị này. À, các em cho thầy biết lại ba công thức của nó nhá. Đầu tiên này, đầu tiên cần làm bài cần phải nhớ lại đã. PN thì hiển nhiên là N dây thừa rồi, thì không hỏi nữa. Thế giờ thầy hỏi nhá. Nào bây giờ cho thầy biết này. Này CKN với AKN, AKN trước đi. AKN thì bằng gì? Việt Phương. Em quên rồi thầy ơi. Nhớ lại nhanh khẩn trương, đứa nào nhớ không, đứng giơ tay thế nào. Đấy, cái này không thuộc là sao làm được. Nguyễn Thanh Hiền à, AKN là gì em? Cái này là bằng n dây thừa trên n thứ k tất cả dây thừa. N trừ k dây thừa, ok. Rồi thế sang cái khác này. CKN công nhớ không công? Đọc thầy nào. Bằng bằng gì em? Alo, thầy không nghe tiếng công. Không nghe gì luôn. Thầy nghe em nói chưa? Rồi, giờ nghe rồi, nãy không nghe gì. Bằng n dây thừa tất cả trên k dây thừa nhân n trừ k dây thừa. Rồi, ok. Đây, thì chúng ta cần nhớ ba công thức này. Chúng ta ghi lại. Được chưa? Ghi lại ba công thức này. Để nhớ thì mới làm được bài. Đấy. Chứ còn không thuộc cái này thì chịu. Không ai giúp được em cả. Nhá. Đấy, ba công thức này cần phải nhớ. Thế vì câu chuyện ở đây là cái bài này đầu tiên ấy. Cái bước đầu tiên em luôn phải đi tìm N trước đã. Xem n là gì đã. Sau khi có n xong thì mình cũng là mình khai triển ra. Đấy, khai triển ra xong là làm như bình thường thôi. Tìm cái hệ số hay tìm số hạng đấy, hệ số là gì thôi. Ok chưa? Bây giờ mình đi mình giải này trước nhá. Thì em nhớ thầy nhá, để cho những cái này nó tồn tại. Đấy, ví dụ để AKN với CKN mà xác định, đây ghi thêm một cái nữa vào đây. AKN với CKN mà muốn xác định ấy, thì khi và chỉ khi này. Chắc chắn n với k của mình nó phải là các số tự nhiên rồi. Ok chưa? N và K là số tự nhiên rồi. Nhưng mà để ý là cái số ở bên trên không bao giờ được phép vượt qua số bên dưới. Tức là mình sẽ có luôn là không nhỏ hơn bằng K, nhỏ hơn bằng N. Được chưa? Đấy, không nhỏ hơn bằng K, nhỏ bằng N. K phải nhỏ hơn là bằng N. Đấy, nhớ được đấy để mình thay, để đây mình xử lý. Thì bắt đầu thì làm này. Giải nhá.
Bắt đầu từ cái phương trình người ta cho 3 lần C2 của N cộng 1 cộng với N nhân với P2 bằng 4 nhân với A2N. Thì ở đây mình để ý là điều kiện là gì? Ở đây là N của ta là số tự nhiên này. N ở đây nhìn này, đây ví dụ cái cuối này là N lớn bằng 2 không em? Số dưới phải lớn số lớn bằng số trên mà, N lớn bằng 2 này. Đấy, cái này là N cộng 1 lớn bằng 2, tức là N lớn bằng 1. Thế vậy lấy cái điều kiện chặt nhất, N lớn bằng 2. Đấy, sẽ đây là điều kiện của phương trình của thầy này. Sau đó các em dùng công thức về hoán vị tổ hợp trình hợp em thay vào đây. Nhá, 3 với này. N cộng 1 dây thừa. Cái này dây thừa này, trên 2 dây thừa này. Xong nhân với lại cái N cộng 1 mà trừ đi 2. N cộng 1 mà trừ đi 2 có phải ra là N trừ 1 dây thừa không? Đấy, đây là xong thứ nhất. Tiếp theo N nhân với này, P2 chính là 2 dây thừa bằng này A2 của N, A2N thì bằng N dây thừa trên N trừ 2 dây thừa không? Đấy, thì hôm trước mình đã luyện giải phương trình cái này rồi. Nhá, để ý cho thầy này. Cái này là mẫu này, 2 dây thừa thì là 2 rồi. Nhá, nó là 2 rồi nhá. Đây thì thầy biết là 3 phần 2. Đưa hệ số lên đầu. Tiếp theo em quan sát này. Cái N cộng 1 dây thừa với N trừ 1 dây thừa thì rõ ràng cái N trừ 1 này bé hơn đúng không? N trừ 1 này bé hơn. Và bạn hình dung này, sau cái N trừ 1 này này. Sau cái N trừ 1 này sẽ đến là gì? Đến N. Sau thằng này đến N này. Xong đến N cộng 1 không? Đấy, sau thằng này xong nó đến 2 thằng này. Đấy, liền sau ngay sau nó là N trừ 1 xong đến N cộng 1. Thế vậy là khi hai cái dây thừa này mà một thằng ở trên thằng ở dưới thì chắc chắn là chết thằng ở mẫu và thằng tử sẽ còn hai thằng này dư ra này, công nhận không? Hay là thầy viết thành như này, thầy N cộng 1 dây thừa thầy viết là N trừ 1 dây thừa nhân với N với N cộng cộng 1. Đấy, ở dưới mẫu thì thầy viết thành là N trừ 1 dây thừa thôi. Đấy, cái này là dây thừa thì là 2 rồi nhá, thì là 2N. Đây sẽ là 4 nhân với này N dây thừa thì thầy viết là N trừ 2 dây thừa. Cứ thằng to thì thằng bé. Sau N trừ 2 sẽ là N trừ 1. Và đến N. Đấy, viết như này thì các bạn thấy là những thằng này nó hết này. Ok chưa? Tương đương 3 phần 2 nhân với N nhân cộng 1 cộng với 2N bằng 4 nhân với N trừ 1 nhân N. Đấy, tôi có thể nhân 2 cả hai vế lên cho nó gì? Cho nó mất cái mẫu là 2 đi. Thành 3N nhân N cộng 4 cộng với 4N bằng 8 nhân với N trừ 1 nhân N. Thầy nhìn thấy 3 thằng này nó đều có chung N, thầy đặt ra. Trong sẽ là 3 nhân N cộng 1 này cộng 4 trừ đi 8 nhân N trừ 1 bằng 0. Được chưa? N ở đây thì lớn bằng 2 nhá. N lớn bằng 2 thì hiển nhiên là khác không, nên thầy bỏ thằng này luôn đi. Thầy không phải xét trường hợp N bằng 0 làm gì nữa, mất thời gian. Ngồi nhân thằng này ra thôi, 3N cộng 3 cộng với 4 này trừ đi 8N cộng 8. Đấy, 3 với trừ 8 là trừ 5N này. 3 với 4 là 7, 7 với 8 là gì? Cộng 15 bằng 0. Thế vậy đây có phải mình nhẩm ra N bằng 3 không em? Đúng nhỉ? Ok, N bằng 3, 15 chia 5 mà, N là bằng 3. Đấy, xong khâu thứ nhất, ra được N. Đấy, bước 1 xong. Rồi, ok. Đi tiếp này. Có N bằng 3 thì em thay vào cho thầy và khai triển ban đầu nhé. Đây này. Nhá, đó là 1 trên x cộng với x mũ 3. Tất cả 3N cộng 1. Thế nên 3 thay vào đây có phải là thành cái này thành mũ 10 không? Nhá, cái này thành mũ 10. Đây, để xuống đây thì giải tiếp. Nào. Với N bằng 3 thì ta có khai triển. Như vậy mình sẽ có là 1 trên x này cộng x mũ 3 tất cả mũ 10 nhá. Tổng sigma này k từ 0 đến 10 này ck 10 nhân với này a của thầy là 1 trên x tất cả mũ 10 trừ k, b của thầy là x mũ 3 không tất cả mũ mũ k bằng này tổng sigma k từ 0 đến 10. Các em phải biết cách đọc thằng này nhá. Đến lúc thầy giáo gọi phát biểu không biết đọc. Đấy, cái mũ một mũ thì thôi nó đi, tức là hệ số đây có mỗi thằng này nhỉ. Vậy thì tử sẽ là x mũ 3 k
mẫu sẽ gồm là x mũ 10 trừ k. Đồng ý chưa? Thì thầy viết gọn lại một lần nữa, viết sang đây. Tổng sigma k từ 0 đến 10 này. CK 10 nhân với cái này mình sẽ lấy là cái tử số mũ trên này trừ số mũ ở dưới nhá. 3k mà trừ này, 3k mà trừ đi 10 trừ k có phải phá ngoặc thành là 3k trừ 10 cộng k không? Hay là bằng 4k trừ 10 nhá. 4k trừ 10 nhá. Ok, viết này. Đây là 4, 4k trừ 10. Vậy là x mũ 4k trừ đi 10. Được chưa? Hệ số này, biến này. Về bình lý luận này. Số hạng mà ứng với số hạng mà chứa chứ, sorry các bạn, số hạng chứa x mũ 6 ứng với, như vậy là 4k trừ đi 10 bằng 6. Vậy k của mình là bằng 4 đúng không em? K bằng 4. Có k bằng 4, bây giờ mình quay lên mình thay vào cái này. Đấy, thay vào cái này là mình ra được hệ số của cái thằng x mũ 6 đấy. Suy ra là hệ số của x mũ 6 sẽ là sẽ là gì đây? C410 bằng đây này, test cho mình lên này xem phát này. Thật ra là mọi hôm thầy cũng làm đấy nhưng mà hôm nay ai đó, thử luôn đây nhá, nhìn nhìn thấy máy tính không? 10 này. Đấy, nhìn luôn thao tác vừa máy của thầy này. Các bạn đã giống thầy không? Sát cho thầy cái, thanh nhận chấn đạo đúng không em? Chuẩn luôn thầy ơi. Ừ, đấy, 210. Thầy cho bấm được cùng nhau luôn. Đó. Rồi, ok. Nha, thế này, thầy bấm máy như nào thầy chỉ các bạn luôn, cho dễ. Các em ghi thầy một câu áp dụng này. Nào, một câu áp dụng đầu tiên này. Áp dụng thì thầy như sau: cho nhị thức, cho nhị thức Newton đấy, 2x bình cộng với 1 trên x mũ 3 tất cả mũ n đấy, trong đó n là số nguyên dương, là số nguyên dương thỏa mãn A3N thì bằng 72N. Đấy, tìm số hạng mà chứa x mũ 5 trong cái khai triển. Tìm số hạng chứa x mũ 5 trong khai triển. Ok. Rồi các bạn làm luôn. Làm xong chụp lên thì chấm nhá. Thầy ghi thêm câu áp dụng nữa này. Nha, có áp dụng nữa các bạn làm tiếp vào thầy. Áp dụng. Tìm hệ số của x mũ 9 trong cái khai triển 1 trừ căn 3 nhân x tất cả mũ 22n, biết n là số nguyên dương, n là số nguyên dương thỏa mãn 2 trên C2n cộng 14 trên 3 lần C3n thì bằng 1 trên n. Rồi, các bạn xử lý trước nào. Làm tương tự như vừa nãy nha. Thật tỉnh táo khi giải phương trình tổ hợp nhá các bạn nhá. Các em nhớ phải có bổ sung điều kiện vào. Để bạn nào xong mình gửi lên trên nhóm. Thì cho thêm một câu nữa nhá. Nào các em làm câu này. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển
2x này trừ đi 3 trên căn bậc 3 của x tất cả mũ 2n với x khác không? Biết n là số nguyên dương, thỏa mãn C3n cộng 2n thì bằng A2 của n cộng 1. Rồi các em làm đi, tìm số hạng không chứa x nhé trong khai triển. Lưu ý cho thầy, chúng ta dùng cái công thức hôm trước thầy đã nói đấy, là căn bậc n sẽ bàn thêm biến đổi thành là gì? Đây, ví dụ x mà trong căn bậc n, ở đây với x dương nhá, với các x dương ấy thì bạn đơn có là x này sẽ bằng là mũ x mũ 1 phần n. Em nhá, ở đây với điều kiện là x lớn hơn 0. Chúng ta luôn có cái công thức này. Đấy, cái này thì năm sang năm học lớp 12 chúng ta sẽ học sâu về cái này hơn. Đấy, nhưng mà áp dụng tạm cái công thức này vào để mình dùng để giải quyết được cái câu này. Bây giờ thầy nói cái câu này tí nhá, tránh cho các bạn nào mà mình chưa xử lý được. Cái câu này đầu tiên mình giải cái cho thầy cái phương trình tổ hợp này này. Đấy, C3N cộng 2N thì bằng là A2 của N cộng 1. Ok chưa? Thì đây mình để ý là điều kiện là N phải lớn bằng 3 đúng không? Đây, N cộng 1 lớn bằng 2 thì lấy N lớn bằng 3. N là số tự nhiên này. N lớn bằng 3. Rồi, sau đó mình khai triển thằng này ra. N dây thừa trên 3 dây thừa nhân với N trừ 3 dây thừa cộng 2N này. Đấy, N cộng 1 dây thừa này. N cộng 1 mà lại trừ đi 2 thì là N trừ 1 dây thừa. Cái này thì còn là gì đây? Mình sẽ được là N nhân với N trừ 1 nhân với N trừ 2 trên 3, trên 6 cộng 2N bằng N cộng 1 nhân với N. Đúng không? Có phải em ra như này không? Thì thầy bây giờ thầy sẽ tiến hành nhân 6 cả hai vế đi. Sau đấy thầy thấy là cái n này vì n lớn bằng 3 nó dương. Thầy chia thì vứt luôn mình cái con n đi cho nó đỡ dối. N trừ 1 nhân với n trừ 2 nhân thêm với 6 vào đây thì cộng 12 bằng 6 nhân với n cộng 1. Nhân tung ra này, n bình trừ 3n cộng 2 cộng 12 trừ đi 6n trừ 6 bằng 0. Với n bình này. Đây là trừ 9n cộng 8. Vậy em ra được n bằng 1 hoặc là n bằng 8. Đúng không? N bằng 1 hoặc n bằng 18 thì n bằng 1 loại rồi, n bằng 8 thì thỏa mãn. Đó, như vậy là với n bằng 8 thì mình sẽ thay vào cái khai triển của mình. Với n bằng 8 thì ta có khai triển. Câu này mình là 2x này trừ 3 trên căn bậc 3 của x tất cả mũ 8 ở đây thì là mũ 16 đúng không em? Sẽ bằng này tổng sigma này k từ 0 đến 16 ck 16 nhân với 2x tất cả mũ 16 trừ k nhân với lại trừ 3 trên căn bậc 3 của x tất cả mũ k. Đấy, k từ 0 đến 16 nhé, ck 16 này. Ở đây thì có 2 mũ 16 trừ k là hệ số, viết riêng sang đây. Bên này có trừ 3 mũ k, viết riêng sang đây. Nhóm bọn này lại. Đấy, mình chủ động mình nhóm luôn bọn đấy cho nhanh nhá, chủ động nhóm luôn cho nó vào. Sau đó thì phần biến thì còn cùng cái gì đây? Thì có thể có gồm là x mũ 16 trừ k đây. Đấy, còn đây là x mũ 1 phần 3 xong lại mũ k nữa thì là x mũ k trên 3. Đúng không? Thế sau đấy là mình trừ hai cái số mũ này đi. CK 16 này nhân với lại 2 mũ 16 trừ k nhân với trừ 3 mũ k. Cái chỗ này là x mũ bao nhiêu các em nhỉ? X mũ bao nhiêu ấy nhỉ các em? Trừ 4 phần 3 k đúng không? 16 trừ đi 4k trên 3 nhỉ? Đúng rồi. Ok. Mà ở đây người ta đề cập đến là cái số hạng không chứa x. Đấy, thì lại lý luận là số hạng
không chứa x thì ứng với cái số mũ này bằng 0 này, 16 trừ đi 4k trên 3 bằng 0. Thì nhẩm nhanh thì thầy thấy là ra là k bằng 12 đúng không? 48 chia 4 là 12. Với k 12 thì mình suy ra là cái số hạng đó là lấy 12 thay vào đây. C12 của 16 nhân với lại 2 mũ 16 trừ 12 là 2 mũ 4 và nhân với trừ 3 mũ 12. Đấy, thực ra số này là rất là to đấy các bạn nhé. Trừ 3 mũ 12 nó không hề bé gì nào đó nha. Họ nhân với cái đống này nữa, khá là to đấy. Nên các em có thể dừng ở đây. Đôi khi người ta không bắt mình phải tính hẳn nó đâu các bạn nhé. Thầy bảo bạn rồi, khi bạn bấm mà thấy nó lẻ thì bạn đừng bấm nữa. Đây, thầy nhập lại vào máy tính để kiểm tra này. Nhập lại cái con số này vào máy tính kiểm tra nhé. Thế nào? 16 C của 12 này nhân với 2 mũ 4 nhân với trừ 3 tất cả mũ 12. Đấy, các bạn bấm này nó rất là to đúng không? Đấy, 1,547 các thứ. Đây là xấp xỉ thôi, nó không chính xác. Đấy, nên tóm lại là những cái số mà nó lẻ như này thì các em đừng có viết kết quả vào mà hãy để nguyên cái dạng như này người ta cho mình nhá. Nhá, để nguyên cái dạng. Đấy, để những cái lúc ban đầu ấy. Để như cái số lúc đầu mình nhập đây này, để mỗi này thôi. Thực ra cái này mình ý nhá, vì là trừ 3 mũ 12 thì thầy có thể viết gọn hơn là thầy viết là 3 mũ 12 cũng được. C12 của 16 nhân với 2 mũ 4 và nhân với 3 mũ 12. Ngoài ra thì nếu làm trắc nghiệm ấy, tự luận nhá thì viết này ok rồi. Nhưng mà nếu làm trắc nghiệm thì nó có một cái biến thể có thể xảy ra như này. Đó là họ không viết là C16 mà họ thấy viết cái thành là C4 của 16. Cái này thầy giải thích các bạn rồi đúng không? Thầy thích các bạn là tại sao là cái này lại bằng C416 rồi. Bởi vì chúng ta đâu có công thức là gì? CKN bằng C của N trừ K của N. Đấy. Nhá, chúng ta đang có là CKN bằng CN trừ K của N. Đấy. Nên là ví dụ là cùng là đây là của 16 nhá thì C12 sẽ bằng C4. Ok chưa? Đấy, nên là phải lưu ý ở đây nhá. Nếu trắc nghiệm là phải để ý là chúng ta hoàn toàn có thể đáp án nó giả dạng như này. Chứ cấm không được khoanh đáp án gần đúng. Ai mà khoanh đoán gần đúng là sẽ là sai. Như một số bài để nhà mình tu luyện phần này, phần nhị thức này ấy. Hồi xưa lúc đầu mới học học cái này trên lớp giảng nhanh ấy, chưa kịp hiểu công thức nhị thức Newton là gì chuyển sử. Đây ghi thầy này. Ta sẽ làm một số bài về nhị thức Newton nhưng mà với cái dạng bài giống tương tự như bài vừa rồi, bài về nhà nhá, là nó chưa cho biết N. Bài số 1 tìm hệ số của x mũ 6 trong khai triển này, 1 trên x này cộng x mũ 3 tất cả mũ 3n cộng 1 với x khác 0. Biết N nguyên dương. Đảm bảo 3 lần C2 của N cộng 1 cộng N nhân với P2 bằng 4 lần A2N A2. Tìm hệ số của x mũ 6 trong khai triển này, 2x bình trừ đi 3 trên x tất cả mũ n
điều kiện x khác không? Biết có phương trình sau đây. Đây ghi dưới đây nhá. 2 trên C2N cộng với 14 trên 3 nhân với C3N bằng 1 trên N. 3. Tìm hệ số của x mũ 4 trong khai triển 2 trên x trừ đi x mũ 3 tất cả mũ n. Biết cn trừ 6 của n trừ 4 cộng n nhân với a2n bằng 454. Bài 4. Tìm cái số hạng mà chứa x mũ 8 trong khai triển x mũ 3 trừ đi 2 trên x tất cả mũ n. Biết này, cn trừ 1n cộng với cn trừ 2n bằng 78. Một câu nữa, câu số 5. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển x mũ 4 trừ đi 3 trên x tất cả mũ n. Biết a2n cộng với 3 lần c1n thì bằng 120. Đấy, cho 5 câu này thôi. Các em làm cẩn thận nhá.